Anh ấy mình không. Em đâu vậy? Em đi công tác, tầm tuần em về. Anh ở nhà nhớ chăm sóc bé Mai nha. Có gì gọi cho em nha. Đừng đi được không? Anh không muốn em đi đâu. Nhõng nhẽo nữa, em đi làm mà. Thôi, anh ở nhà chăm sóc bé Mai giúp em nha. Có gì gọi cho em. Em xong việc sớm em về với anh liền. Ừ, anh biết rồi. Đi cẩn thận nha. Ừ, nhớ chăm sóc bé Mai giùm em nha. Ừ, anh đợi á. Đi à. Cái con điên này mệt chứ. Nếu mà không phải vì chị hai mày, tôi cũng thèm ở lại cái nhà này đó. Nè, uống đi. Chơi hả? Chị hai đi rồi. Anh hai chơi với em, chơi với em, chơi với em đi. Cho anh nè. Rồi, đến hai trái em nha. Chơi búp bê đi. Rồi, nè, nghe là anh hai bỏ búp bê xuống nha. Hả? Bỏ búp bê xuống đi, anh có trò này vui hơn nè. Chơi búp bê. Chơi búp bê. Nè, búp bê nè. Chơi búp bê. Nè, làm gì sai dữ vậy? Ngoan ngoãn nghe lời anh nghe không? Em mà nói với chị em á là chết với anh á, biết chưa? Mai, chị hai về nè, chị có mua quà cho em nè. Chị hai, em sao vậy? Có gì kể cho chị nghe. Em chị hai, anh hai. Ừ, anh hai nè. Anh hai nè. Anh hai đi nè. Anh hai. Anh nãy giờ anh ở đâu mà sao em gọi anh không nghe? Anh ra ngoài mua ít đồ ăn về nấu cơm. Mà sao bữa nay Mai nó khác mọi khi quá vậy anh? Có gì đâu em, thì em cũng biết tình hình của Mai rồi đó, thất thường mà. Anh có nấu cơm rồi đó, em coi ra ngoài ăn cơm trước đi, để anh dẫn Mai ra cho. Mai, ra ngoài ăn cơm nha. Ăn cơm. Ra ngoài ăn cơm nha, chị qua ngoài ăn cơm trước nha. Mày ngoan ngoãn, mày im miệng. Mày mà bếp xếp với chị hai mày là chết với tao. Đi ra ngoài ăn cơm đi. Đây. Hôm nay em thấy con bé Mai á, nó không có ổn chút nào hết á. Chắc là em phải nhờ đến bác sĩ tâm lý thôi. Anh cũng lo cho bé Mai lắm. Nhưng mà em suy nghĩ kỹ lại đi. Vợ chồng mình á, còn phải lo chuyện sinh con sinh cái nữa. Đâu phải lúc nào em cũng nghĩ tới bé Mai hoài được.
thì em cũng biết là như vậy á, nhưng mà cũng phải lo cho bé Mai ổn định thì mình mới tính tới được chứ. Thôi được rồi, bây giờ nghe lời anh, mọi chuyện cứ để em quyết định, được chưa? Giờ em có việc đi ra ngoài xíu, anh ở nhà trông bé Mai giùm em nha. Có gì gọi cho em liền đó nha. Ừ, em cứ đi đi, để bé Mai nhanh lo cho. Em đi nha. À, chính ra, chính ra. Ê. Mày im chưa? Tại mày mà mấy bữa nay tao mất ăn mất ngủ, còn la nữa. Chính ra. Tránh ra cái gì? Mày muốn tránh ra đúng không? Thì tao sẽ tránh vô nè. Mày làm cái gì em gái tao? Mày dám giải thích hồi rồi lại hả? Trời ơi, em nghe anh giải thích đi. Không phải như em nghĩ đâu. Con Mai nó lên cơn. Câm miệng. Cũng may là tao có gắn camera trong cái phòng này. Chối. Mày chối nữa không? Em cho anh xin lỗi đi. Tại vì bữa đó anh sai quá nên anh không muốn đâu. Anh xin lỗi em mà nha. Biến khỏi nhà tao. Đừng có để tao kéo công an xuống đây. Lúc đó không có ai cứu được mày đâu. Được rồi, biến thì biến. Dù sao tao cũng chán hai chị em mày lắm rồi. Một đứa thì bị điên, còn một đứa suốt ngày chỉ biết lo công việc. Không sao đâu, cái gì hai ở đây rồi nha. Không sao đâu. Ừ.